Em Tuấn ở đây, xin chào tất cả các bác. Hôm nay thì em có một siêu phẩm để gửi tới các bác tham khảo các bác nhé. Một cặp bánh Campa chính hãng của Italy, hàng sưu tầm, hàng cổ các bác nhé. Các bác nào mà chơi xe cổ hoặc là chơi xe Ý thì chắc chắn là các bác sẽ quan tâm đến sản phẩm này. Bánh Vento 16HVV kép. Cặp bánh này thì nó ra đời vào những cái thập niên 90, vào những cái năm 1990. Bánh sử dụng líp 8, líp Campa 8. Bản này là bản cao 4/2 các bác nhé. Và sử dụng vỏ ruột rời. Đấy, bánh sử dụng vỏ ruột rời ạ. Vỏ rời tức là xăm lốp. Bản cao 4/2. Độ mới của cặp này theo em đánh giá thì nó còn khoảng tầm trên 90%. Còn đánh giá của các bác thì em sẽ quay chi tiết để các bác tự đánh giá về cái độ mới của cặp bánh. Và giá của cặp này thì em sẽ báo qua điện thoại các bác nhé. Số điện thoại của em Tuấn đây. Số điện thoại của em Tuấn là 0888 39992. Với những mặt hàng như này thì em sẽ báo giá qua điện thoại. Các bác nào mà có nhu cầu sử dụng, sưu tầm thì cứ alo trực tiếp ạ. Giá dưới 20 triệu các bác nhé. Khoảng giá là giá dưới 20 triệu. Còn giá cụ thể chi tiết hơn thì các bác cứ alo. Bánh kèm theo ti bật zin của Campa, cao 4/2, vỏ ruột rời, độ mới trên 90%. Em sẽ quay chi tiết từng chiếc một để cho các bác quan sát. Đây là bánh trước này, 16HVV kép, tức là bánh sử dụng 16 căm. Đây là bánh trước các bác nhé. Đấy, nó cũng có những cái chảy xước qua thời gian, bởi vì đây là một cái bánh đã qua sử dụng rồi chứ không phải là bánh mới, nên là nó sẽ có dấu vết của thời gian các bác nhé. Đây là đường bánh ngoài này, có chảy nhẹ một xíu ở đây này. Đấy, đây là bánh trước. Tem này là tem sơn chứ không phải tem dán các bác nhé. Dòng Vento này nó sẽ có hai bản, một bản là tem dán và một bản là tem sơn. Đây là nó sơn trực tiếp, các bác nhìn cái má thắng của nó. Sẽ quay một vòng để cho các bác cùng xem, cùng thẩm về cái độ mới của cả bánh. Hàng này nếu mà các bác nào mà chơi xe cổ thì chắc chắn là rất nhiều bác sẽ khao khát có được. Mà Campa made in Italy các bác nhá. Rất là khao khát đấy. Bánh này em chưa hề có lau chùi vệ sinh gì đâu các bác nhá. Chưa hề có vệ sinh lau chùi gì hết. Đùm trước đây. Đùm Campa made in Italy. Kèm ti bật ạ. Đây là mặt bên này, mặt đối diện. Nâng như nâng trứng luôn. Đấy, Campa made in Italy. Đây là phần niềng ngoài. Quay chậm rãi chi tiết từng góc cạnh một để cho các bác cùng ngắm các bác nhé. Vento 16HVV kép, căm lá hẹ, căm dẹt 16 căm. Đây là ti bật của bánh trước này, ti bật Campa made in Italy. Đấy, đùm trước. Hàng sưu tầm nha các bác nhá. Đùm trước đấy ạ. Đùm trước thì sẽ dập chìm cái biểu tượng của Gampa ở trên này. Đó là về cái bánh trước. Và đây là bánh sau. Bánh sau thì đang sẵn líp Campa 8. Líp Campa made in Italy. Và đây là ti bật của bánh sau nhé, thì bật Campa này. Thì bật sau. Đúng Italy.
Và em sẽ quay cái phần vành bánh phía bánh sau. Vento 16HPV kép. Bánh sau đây các bác nhé. Cũng có những cái điểm chảy xước nhẹ. Vỏ ruột rời các bác nhá. Vỏ rời. Đây là mặt bên đối diện. Đấy, những cái điểm chảy xước nhẹ này các bác này. So với tuổi đời của nó thì những cái vết chảy xước đấy thì cũng không thấm thía gì các bác nhá. Cũng là những cái điểm trừ rất là nhẹ thôi, không quá quan trọng gì hết. Các bác nhìn cái má phanh của nó còn rất đẹp luôn. Má ngoài này. Phẳng ly luôn. Không hề bị gợn tay một chút nào luôn các bác nhá. Rất đẹp đấy. Cối lít thì mượt mà. Cả trục trước, trục sau đều rất là mượt. Trục trước, trục sau rất là mượt. Để trong cái trạng thái quay tự do. Đây là em đang bị tì tay vào đây. Tì tay vào cái trục hơi khó cầm một chút. Với cái trạng thái quay tự do của bên trước này. Hoạt động thì mượt mà hoàn hảo, không có lỗi lầm gì hết. Bác nào mà có nhu cầu về cái cặp bánh này thì cứ alo trực tiếp cho em các bác nhé. Em sẽ gửi thêm hình ảnh chi tiết từng góc cạnh một để cho các bác quan sát. Dưới 20 triệu các bác nhé. Mọi thông tin thì các bác vui lòng alo qua số điện thoại của em Tuấn HD 0888 391992. Em có địa chỉ tại Chí Linh, Hải Dương. Bác nào mà có điều kiện đến trực tiếp để xem thì có thể qua nhà em. Còn ở xa thì em sẽ thông qua video cũng như là thông qua hình ảnh em sẽ chụp chi tiết gửi đến các bác. Video ngày hôm nay thì em xin phép được kết thúc và xin chào tất cả mọi người.